Trường Kawatha nằm ở phía đông nam của Melbourne, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km. Cách đó không xa là khu trung tâm thương mại Waverley Garden, nơi có các tuyến xe buýt thuận tiện cho việc đi lại. Trường còn được bao quanh bởi các tiện nghi giải trí và thể thao giúp học sinh có thể thư giãn sau mỗi ngày học mệt mỏi. Không chỉ vậy, khu vực này cũng là nơi có những ngôi trường danh giá như Đại học Monash và Đại học Adamson. Kawatha là một trường công lập của chính phủ. Trường có các lớp từ bậc mẫu giáo đến lớp 12. Các khóa học này được đặt theo đúng tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục Victoria tại Úc quy định. Đội ngũ giáo viên và nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, kiên nhẫn và tận tụy với học sinh của họ. Cơ sở hạ tầng trong khuôn viên trường được thiết lập kỹ lưỡng, cung cấp cho học sinh một môi trường học tập an toàn và chu đáo. Trường Kawatha đã trang bị một khóa học dành riêng cho các học sinh quốc tế ở bậc trung học nhằm hỗ trợ hành trang cho các em bước vào những kỳ thi quan trọng ở Úc như VCE và kỳ thi đại học. Năm 2018, Kawatha đã mở ra một trung tâm tiếng Anh để hỗ trợ những du học sinh mới đặt chân tới nước Úc. Sau khi kết thúc khóa học kéo dài 6 tháng, các em học sinh sẽ có thể dễ dàng thích nghi với sự khác biệt ngôn ngữ và tự tin bước vào môi trường học tập mới. Ngoài việc cung cấp những giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, trường còn bố trí các trợ giảng có thể giao tiếp nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Trung, tiếng Anh, nhằm giúp đỡ du học sinh trong quá trình học tập tại Úc. Nhiệt liệt chào đón con em của quý phụ huynh đến với Kawatha. Các em có thể theo học ngay từ lớp mẫu giáo cho đến bậc trung học phổ thông. Chúng tôi tin chắc rằng con của các bạn sẽ lớn lên trong một môi trường học tập vui vẻ, chu đáo và an toàn.